Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn giả danh Super để lừa đảo. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo thông qua việc mua bán hàng online bằng số điện thoại không rõ nguồn gốc. Ngày 26 tháng 8, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết hiện nay, có thông tin một số đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc mua bán hàng online bằng các số điện thoại không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Để ngăn chặn tình trạng trên, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường tuyên truyền đến người dân, chỉ đặt hàng qua các kênh chính thức của siêu thị chuỗi cửa hàng, đơn vị phân phối qua shipper công nghệ. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân không mua bán hàng hóa thông qua các số điện thoại không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Sở Công Thương cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng phối hợp với các quận, huyện kiểm tra và xử lý về các trường hợp lừa đảo nêu trên. Trong ngày 23 tháng 8, thành phố Đà Nẵng đã cho phép lực lượng shipper được hoạt động trở lại để giao nhận lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu với khoảng gần 900 người. Những shipper này phải tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch và hoạt động nhằm giải quyết nhu cầu đặt hàng của người dân trong thời gian thực hiện ai ở đâu thì ở đó. Trong ngày 25 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền các thông tin người dân đặt mua thực phẩm qua các shipper giảm bị lừa đảo với thủ đoạn yêu cầu người đặt chuyển tiền trước rồi mất tích. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho biết công an thành phố đã xác minh hai trường hợp là shipper giả lừa đảo trên mạng xã hội. Trong đó có một đối tượng ở địa phương khác công an thành phố đà nẵng đã trao đổi với công an địa phương này làm rõ các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé